nó kích hoạt là nó làm cho hai cái miếng sắt này nó tự chảy vào quyện ra nha. Ở đây coi mình đang điều phối hậu quang cho tụi nó tự dính lại nè. Nó cái thằng thấy không? Đó, đây là cái quà tặng số 3 nè, thấy không? Quá rực rỡ lòng em. Trong cái buổi trưa ngày 7 tháng 8 này, mọi người coi, nếu không lấy cái súng kích quẹt này ha, thì mình sẽ trừ lại đại luôn đi 300 ngàn. Là cái máy nó ạt 275 queo và nó còn có 1 triệu 200 ngàn này. Đó, mình đang điều phối hồ quang nữa thằng coi, mình dành hàng ngược lại nè. Đây là cái quà mình tặng cho cái thằng là cái súng kích quẹt. Quá rực rỡ lòng em rồi, thấy không? Còn không lấy kích quẹt thì thôi, trừ lại 300 ngàn. Thì cái máy hàng que dòng thực trong 45 chỉ còn có 1,2 triệu thôi. Cái thằng đang theo dõi bữa trưa hôm nay ngày 7 tháng 8 và mình đang thực hiện hàng cái đũa 3 ly 2 cho miếng sắt dày 12 ly này. Mình còn 5 bộ sản phẩm hạt 275 wheel mặt quái thú đô nam châm, và mình sẽ dành ra có một cái chương trình là gì, mua 1,5 triệu 2 mét kẹp mát bằng đồng, 2 mét tiền hàng bằng đồng, tặng một cái nón và mình đang đội trên đầu như thế này, tặng thêm một cái máy mài công tắc trượt bên hông của hãng Meo Tăng Trung Quốc, bảo hành 6 tháng, giá chỉ có 1,5 triệu. Nếu khách hàng không thích lấy cái máy mài Meo Tăng thì trừ ra thì bộ máy này đang đốt rạo rạo 3 ly 2 này giá chỉ còn có là 1,2 triệu, được bảo hành 2 năm. Hoặc là có một cái phần quà nữa là quý khách hàng có thể mua con máy này giá 1,5 triệu thì cũng sẽ 2 mét kiềm hàng, 2 mét kẹp mát. Nhưng cái nón mình đang đội trên đầu rất là cản được hồ quang rất tốt, thì được tặng cái súng kích quẹt giá 1,5 triệu. Không lấy súng kích quẹt thì cũng sẽ còn là một triệu 200 ngàn. Chúng ta đang gặp nhau vào buổi trưa ngày 7 tháng 8 năm 2024 quý khách hàng, và trên màn hình là chúng ta có 5 con máy à 275 wheel màn hình đời mới nhất LCD này, các bạn nhìn thấy có đa tính năng đầy đủ hết của một con máy hàng chuẩn mực của dòng hàng que. Đó là gì? Thứ nhất là ở chức năng gọi là chức năng VRD, là giảm lượng điện áp không tải ngõ ra về dưới mức 20V. Mở VRD là đang mở, và đây là ta đang tắt VRD là VRD off. Tiếp theo đó, chúng ta ở tam giác đầu tiên này chúng ta sẽ chỉnh dòng hàng chính. Kế bên đây tam giác nó nhảy xuống đây là chúng ta chỉnh hot tạc để mình dễ mồi que. Xuống dưới này là chúng ta có chức năng gọi là AdFog để hàng leo hàng trần. Cuối cùng là chức năng hàng liptic, có nghĩa là một con máy đầy đủ tính năng của một cái công nghệ hàng que đời mới, sử dụng công nghệ inverter và màn hình là tinh thể lỏng LCD. Trước đây bán 1 triệu 9, gần đây là đầu tháng 7 cua hồn đó mình có lấy ra mình bán thanh lý là sale thôi, chứ mình nói thanh lý chả đúng, mình không cần phải thanh lý tại vì hàng mình chất lượng cao, mình không cần thiết phải thanh lý gì cả, mà mình sale để cho những khách hàng nào thông thái trên kênh máy hàng quyền là lắng nghe được những gì mình tâm tư chia sẻ, là mua một cái máy hàng que đúng giá trị thật của nó, chứ không phải trên nền tảng mạng xã hội hiện giờ rất là nhiều nơi nó cứ lấy những con máy dòng thật 120 dây thì dây nhôm mà nó nói dây đồng, rồi đồng thời nó bán 650 ngàn, nó nói máy Nhật. Thực sự cái dòng máy Meo Tăng này nè, mình nói thẳng luôn cho khách hàng biết luôn, Meo Tăng này là 100% Trung Quốc, và đặc biệt cái công ty Meo Tăng này nó chỉ sản xuất được dụng cụ cầm tay thôi, còn máy hàng thì nó đâu có làm được đâu, mà có một số kênh YouTube nó lấy lên nó nói máy Meo Tăng này là máy của Nhật, dây thì dây nhôm mà nó lại nói là dây đồng, nó lừa gạt quý khách hàng mà mọi người vẫn tin tưởng. Thì tức cảnh sinh tòng sinh lòng từ những cái dòng máy mà nó gạt người dùng Việt Nam mình á. Một cái máy hàng que 650 ngàn, dòng thật 120 A cho dây nhôm mà nó lên nó nói mạnh miệng là dây đồng. Chính vì vậy mình mới đem 20 con máy chất lượng cao này, dòng thật 145 A này ra với công nghệ màn hình LCD mọi người cũng vừa lướt qua rồi, kiềm hàng kẹp mát cho là 2 mét 2 mét, cáp 100% dây đồng, nếu không phải dây đồng mình tự thiêu rồi. Và đồng thời á, cái quà tặng mình là rất có ý nghĩa, đây là một cái nón tặng kèm theo cho một cái máy hàng với giá trị là 1,2 triệu. Nếu mà chúng ta không lấy cái quà, nếu khách hàng lấy quà là một cái máy mài như thế này, bình thường một cái máy mài này mình đang bán 400 ngàn, máy mài công tắc trượt Meo Tăng. Quý hàng thấy không? Đây là máy mài công tắc trượt Meo Tăng là 400 ngàn. Nếu mà quý hàng
mua kèm với cái máy mài, có nghĩa là mình bán cho quý hàng chỉ có là 1.500.000 mà thôi. Hoặc là mình sẽ có một cái chương trình là mình có tặng cho quý hàng một cái súng hàng tích quẹt đi chung với lại là 2 mét kèm hàng, 2 mét kẹp mát, cáp 100% bằng đồng và một cái nón hàng như thế này, thì giá là cũng 1.500.000. Nếu quý hàng cảm thấy rằng không thích tích quẹt, không thích máy mài, cứ lấy hết xuống, thì một cái bộ sản phẩm với dòng thật cao như thế này là 145 ampe, mình bán chỉ có 1.200.000 mà thôi. Thì quý hàng nên cân nhắc giữa cái chuyện là mình nên thích lừa gạt hay là mình nên chọn lựa một cái máy tốt với thời gian bảo hành là 2 năm. Quý hàng hình dung không? Thì bên cạnh đó để mình chứng minh một điều nữa, trên màn hình quý hàng là một con máy Ares da xích có chữ Well Cơm. Dòng thật của nó thì được có 125 ampe thôi, mà nó đang bán là 2.200.000, có chỗ bán 1.900.000. Thì hôm nay mình cũng thanh lý luôn cho ai có thể mua được một con máy này và mua con máy này để về mình trải nghiệm nha. Mình bán con máy này cho quý hàng giá 1.300.000 để mình về mình trải nghiệm 300.000 đó. Tại vì sao mọi người thích chữ Welcome, nó đang bán 2.200.000 thì mình bán cho quý hàng là 1.300.000 để về quý hàng trải nghiệm với con ạc 275 WeWell dòng thực 140 này. Bây giờ mình không để mất thời gian dông dài của quý hàng nữa, quý hàng đã nắm rõ rồi cái chương trình mình nói là gì. Mình không nói dốc nói láo để nhận được sự là đặt hàng dữ dội của quý hàng. Mình chỉ muốn chia sẻ những gì nó thật nhất. Tại vì nguyên tắc cái gì mà mưa dầm thấm lâu và cái gì thật thì nó sẽ tồn tại, còn cái gì gian dối thì cái kim lâu trong ngày nó cũng sẽ lòi đầu ra. Vì thế là mình không dành video này cho những người mà thích ném đá giấu tay, thích vô chửi mắng, những người không am hiểu về kỹ thuật mà dội vàng phán xét. Đây là dòng máy chất lượng cao, bán giá hợp lý, đang sale thật sự luôn. Trước đây mình bán 1.900.000 lận cho là cũng là kìm hàng kẹp mát 3 mét 3 mét, nhưng mà bây giờ tại sao nó 1.900.000, bởi vì nó là dòng thật 145, thì thằng này nó đang bán là 2.200.000, dòng thật nó có 120 nè, bảo hành 2 năm. Nhưng mà bây giờ hôm nay mình sẽ dành con máy này cho ai mua chung với con 275 này để về trải nghiệm những lời mình nói, thì mình thanh lý con Ares này có chữ Welcome này giá 1.300.000, rồi đầy đủ phụ kiện bên trong của nó như thế này. Đây quý hàng nhìn nè, bên trong nó có một cái vali đó, mình bán 1.300.000 con Ares này luôn cho quý hàng luôn. Có cái vali để đựng cái máy hàng của thằng già xích này, đây nó có cái vali bên trong để đựng con máy hàng Ares này, quý hàng nhìn ha. 1.300.000 cho ai mua một cặp nha, ai mua con máy này với máy này về trải nghiệm. Rồi còn ai mà không thích mua cặp này để về trải nghiệm thì mình bán con máy này giá 1.500.000. Rồi để không mất thời gian dông dài vào buổi trưa hè nóng bức này, thì mình đầu tiên mình sẽ test dòng thật của con máy 275 này, và mình thông báo với hàng là gì, máy này mình còn vài trăm máy lận nhưng mà mình chỉ sell duy nhất chỉ 20 máy thôi. Thì 3 ngày nay thì khách hàng đặt được 15 máy. Quý khách hàng thấy mình bán khi mà mình nói thật á, bán rất chậm. Còn những kênh nói láo nói dốc đem máy meo tăng của Trung Quốc mà nói máy Nhật bán 650.000 thì người Việt Nam mình rất là dễ cả tin và nhào vô mua rất nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình trải nghiệm từng sản phẩm mà mình cho theo quý hàng. Chút xíu nữa đi ha, mình sẽ đổi cái nón này vô để mình hàng, nên dùng cái máy quà tặng này để mình cắt cho quý hàng coi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi lấy đồng hồ đo dòng thật, mình đo dòng thật trước nha quý hàng. Mình lấy đại một con máy ở giữa này đi, mình sẽ đo, lấy kẹp mát kẹp vô đây, mình lấy một cái đũa hàng 2.5 ly mình kẹp vô đây, rồi bật cái đồng hồ đo dòng thật của chúng ta lên, rồi trả về trạng thái 00, rồi dựng đứng cái kìm hàng này lên. Và mọi người chú ý nha, vô lấy nét được chưa, đây cái hàng nhìn thấy dòng thật 148 ampe ngắt, có chức năng chống dính que nữa, vô 146 ampe ngắt. Rồi mọi người thấy rất kỹ rồi, bây giờ mình sẽ mượn luôn cái bộ này, nó đang có kìm hàng kẹp mát, mình gắn qua con Ares nào đi. Rồi bây giờ đo dòng thật của con Ares, chọt quý hàng thấy không, 123 ampe, đây không có chức năng chống dính que luôn, ngậm que hoài luôn nè. Nó sẵn dịp đây mọi người sẽ hiểu được cái chức năng chống dính que là cái gì luôn nha. Đó, khi mà lỡ nó chập que lại như thế này, nó không có chức năng chống dính que thì nó sẽ đốt cái đũa đỏ rực lên như thế này nè, cái hàng hình dung mình nói không? Đó đó gọi là không có chức năng chống dính que, chứ không phải là chống dính que là dành cho những người không biết hàng, cứ hàng mà nó không dính là không đúng, nhiều người hiểu sai như vậy đó. Rồi lấy ra, đó không có chức năng chống dính que thì nó sẽ chạm que vào đây, nó sẽ đốt cái đũa đỏ rực lên như vậy nè, cái này hình dung mình nói không đó. Giờ đó, xong
Rồi bây giờ mình sẽ hàng cái đũa Bali 2 rực rỡ lòng em cho quý hàng coi. Chọt một phát ăn ngay cái hàng coi. Quá rực rỡ lòng em quý hàng thấy không? Hạt 275 mà nó đốt que rạo 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 vậy hả quý hàng coi thấy được không? Đây là những cái gì mà quà thật, giá trị thật mình gửi đến cho quý khách hàng, chứ không phải mình lên đây mình làm những cái sản phẩm mà mang tính chất là nổ láo láo như khách hàng Việt Nam mình. Cái này con hàng que dòng thịt 145 mình đã đo minh chứng rất rõ ràng cho mọi người và bảo hành là 1 năm, hay là 2 năm. Nếu quý khách hàng mua mà nếu mà trục trặc gì đó trong quá trình sử dụng, mình sẽ lỗi của nhà máy, lỗi của công về cái kỹ thuật của cái máy hàng, mình sẽ đổi mới cho quý hàng trong vòng 6 tháng đầu tiên. Đó, mà mọi người thấy cái sức mạnh nó đốt đũa Bali 2 thật sự rạo 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 không? Rất là rực rỡ đồng em, hết cái đũa Bali 2 luôn nè. Rồi đây là cái mối hàng mình vừa thực hiện xong. Coi nó ngấu, hàng 12 ly mình phải hàng như vậy mới được, nó mới đạt được cái độ ngấu nè. Đó. Hàng 12 ly là mình phải hàng như thế này. Rồi xong, rất là rực rỡ lòng em. Đó là cái phần quà thứ nhất là cái nón. Phần quà thứ hai là cái máy mài này. Mình sẽ cắt cái ống này ra cho mọi người coi. Rất rực rỡ lòng em, cái này ha. Đây. Rồi. Rất mạnh, rất khỏe và có giá trị đàng hoàng, chứ không phải cho đồ tào lao không xài được. Rồi cũng với cái máy này, mình bây giờ mình sẽ đi mài một miếng sắt để mình chuẩn bị là mình sẽ hàng kích quẹt trên cái phần quà số 3 mình cho quý hàng luôn. Rồi nè, mài này. Rồi đó là những cái phần quà mình cho là đều xài được hết, chứ không phải đem về dục đâu nha quý hàng nha. Rồi rất là rỡ lòng em. Xong bây giờ mình sẽ vô hàng một đường kích quẹt nữa là mình sẽ khép video này lại vào buổi trưa. Rất là rỡ lòng em cái hàng này nè. Nó kích quẹt là nó làm cho hai cái miếng sắt này nó tự chảy vào quyện ra nha quý hàng. Coi mình đang điều phối hậu quan cho tụi nó tự dính lại nè. Nó quý hàng thấy không? Đó, đây là cái quà tặng số 3 nè, thấy không? Quá rực rỡ lòng em. Trong cái buổi trưa ngày 7 tháng 8 này, nếu mọi người coi, nếu không lấy cái súng kích quẹt này ha, thì mình sẽ trừ lại đại luôn đi 300 ngàn. Là cái máy nó ạc 275 giờ nó còn có 1.200.000 đó. Mình đang điều phối hồ quang nè quý thằng, coi mình dần hàng ngược lại nè. Đây là cái quà mình tặng cho quý thằng là cái súng kích quẹt này. Quá rực rỡ lòng em nè, thấy không? Còn không lấy kích quẹt thì thôi, trừ lại 300 ngàn, thì cái máy hàng que dòng thực 145 chỉ còn có 1.2 triệu thôi. Nè mọi người coi đường hàng tích quẹt của em đó nè. Đó, rất là rực rỡ đúng không em? Đây. Thấy không? Khóa khí. Xong. Rồi, bây giờ mình xin phép dừng video lại đây. Chúc mọi người có một buổi trưa thật đẹp và thật là an bình nha quý thằng nha.